Xin kính chào quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường đất nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2020 với chủ đề cùng nỗ lực vượt thách thức đón thời cơ phục hồi nền kinh tế. Tập trung tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Quảng Nam bắt đầu chi trả gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2020 với chủ đề cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế. Hội nghị đã ghi nhận ý kiến, hiến kế, tham mưu của cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện xây dựng các cơ chế chính sách mới về lĩnh vực kinh tế, khôi phục lại nền kinh tế sau dịch Covid-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Tại điểm cầu Quảng Nam, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và các Phó Chủ tịch Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị. Tại hội nghị có hai báo cáo chính được trình bày là báo cáo về tác động của dịch COVID-19, thách thức và thời cơ, cơ hội phát triển kinh doanh và thông báo nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày. Báo cáo thứ hai do Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phủ Tiến Lộc trình bày, tổng hợp các ý kiến sáng kiến của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả mức độ tiếp nhận hấp thụ của doanh nghiệp đối với các giải pháp chính sách hỗ trợ của chính phủ, đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Hội nghị đã lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia với tinh thần thể hiện quyết tâm vượt khó, chung sức đưa kinh tế đất nước bật dậy sau dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cho đến giờ này có thể nói những doanh nghiệp, những hợp tác xã, hộ cá thể, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có thể tham gia sự kiện là những doanh nghiệp có năng lực thích nghi tốt nhất. Và cũng rất tiếc khi đã có những doanh nghiệp gặp khó khăn và giải thể, phá sản thời gian qua. Với tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ phải tập trung hơn nữa, khởi động lại nền kinh tế Việt Nam, phấn đấu GDP đạt mức tăng trưởng trên 5%. Muốn như vậy, chúng ta phải tập trung vào 5 mũi giáp công. Một là thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước, trước hết là đầu tư tư nhân. Hai là thu hút FDI. Ba là đẩy mạnh xuất khẩu. Bốn là thúc đẩy đầu tư công. Năm là khuyến khích tiêu dùng nội địa với số dân gần 100 triệu người. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh chính phủ không thể trực tiếp giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận, nhưng chính phủ sẽ tìm cách thúc đẩy doanh nghiệp tăng năng suất. Chỉ có tăng năng suất mới là nguồn gốc bền vững của lợi nhuận. Đây cũng là hội nghị lần thứ tư Thủ tướng đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp được tổ chức thường niên ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đến nay đã tạo nền tảng và cảm hứng cho phong trào cải cách ở mọi cấp mọi ngành địa phương. Thưa quý vị, trưa ngày 9 tháng 5, ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường vụ lật ghe trên sông Thu Bồn để kiểm tra công tác cứu hộ, đồng thời thăm gia đình các nạn nhân. Qua kiểm tra thực tế và trao đổi với lực lượng chức năng, ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các lực lượng, chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực phối hợp để nhanh chóng tìm những nạn nhân còn lại. Khu vực này gần biển Cửa Đại có dòng chảy phức tạp, lòng sông không ổn định, thời điểm buổi chiều thủy triều rút mạnh nên sẽ mất nhiều thời gian trong công tác tìm kiếm. Cùng thời điểm này, ông Quốc Việt Hùng đã đến thăm gia đình các nạn nhân đã vớt được xác. Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Cục Đường thủy hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 2 triệu đồng. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Nạn nhân là anh Võ Hùng Tâm, 20 tuổi, trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa. Hiện nay công tác tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn lại tiếp tục diễn ra khẩn trương. Thưa quý vị, tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, đặc biệt là trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 đang tạm lắng. Đến thời điểm này, đã có 72 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 6,34%, gồm 30 đảng bộ cơ sở và 43 chi bộ cơ sở. Đã có 32 trên 36 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội điểm, bầu ra 311 đồng chí vào ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện còn 4 tổ chức cơ sở đảng chưa tổ chức đại hội. Quá trình chuẩn bị đại hội tại 32 tổ chức cơ sở đảng được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo đúng yêu cầu theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
như đại hội tổ chức trong thời điểm diễn ra dịch COVID-19, đảm bảo chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch, cắt giảm những khâu không cần thiết. Tại hội nghị mới đây, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cần tranh thủ thời gian tình hình dịch COVID-19 đang tạm lắng để tập trung cho công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở. Dự kiến công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Sáng qua, Đảng bộ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tam Xuân 1 là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã khá nhanh. Tổng giá trị các ngành kinh tế đến năm 2020 so với đầu nhiệm kỳ tăng bình quân 6,7%. Tỷ trọng kinh tế đến năm 2020 với cơ cấu kinh tế tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 72,5%. Lao động nông nghiệp chuyển sang lao động phi nông nghiệp ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng trên người trên năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Đại hội đảng bộ xã Tam Xuân 1 thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ 22, bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành mới và bầu 15 đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đại hội thông qua nghị quyết với sự thống nhất cao của các đại biểu. Cùng ngày, đảng bộ xã Tam Thành cũng tổ chức đại hội. Như vậy, tính đến ngày 9 tháng 5, huyện Núi Thành đã có 11/17 đảng bộ xã thị trấn tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đối với đảng bộ huyện Đông Giang, công tác chuẩn bị đại hội đang được triển khai quyết liệt. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam với ông Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Giang về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Giang, liên quan đến công tác đại hội đảng các cấp, đối với đảng bộ Đông Giang thì việc chuẩn bị cho đại hội cơ sở tiến tới đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thì đã được triển khai như thế nào? Thưa các anh, là sau khi tiếp thu các chỉ thị 35 của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 5 2019, chỉ thị 45 của Tỉnh ủy ngày 31 tháng 7 2019 về đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, thì sau khi tiếp thu quán triệt học tập ở tỉnh thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt các hội nghị và học tập các cái nội dung hai cái chỉ thị này. Theo đó thì huyện cũng đã ban hành thông tư số 20, kế hoạch 169, hướng dẫn 71 về công tác nhân sự để đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm hiện nay thì kết quả đại hội ở cấp cơ sở thì về đã Ban Thường vụ Huyện ủy đã duyệt các cái nội dung đại hội các tổ chức cơ sở đảng. Về kết quả công tác chuẩn bị của đại hội đảng bộ huyện đến thời điểm hiện nay thì các cái dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của huyện ủy thì đã hoàn tất, đã gửi về cơ sở để góp ý vào các dự thảo. Về công tác nhân sự của đảng bộ huyện thì hiện nay đã rà soát bổ sung sang các cái nội dung nhân sự, đặc biệt là hiện nay là đã rà soát được là cái số nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa ông, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Đông Giang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng. Vậy thì trong nhiệm kỳ 5 năm tới, huyện Đông Giang sẽ tập trung những chương trình, chính sách hay những vấn đề đột phá nào trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng đảng? Xuất phát từ điều kiện một huyện miền núi, Đông Giang là bên cạnh những cái thuận lợi vốn có thì cũng luôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thì xuất phát từ cái điều kiện thực tế ở địa phương thì 5 năm đến thì Đông Giang tiếp tục xác định là ba khâu đột phá nhiệm vụ của đại hội 5 năm đến. Đó là thứ nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cái nguồn nhân lực lao động và cái nguồn nhân lực cán bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cái đột phá thứ hai là tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là tập trung là chuyển hóa cái diện tích rừng trồng cây cao trước đây là thành cái rừng cây gỗ lớn.
hướng đến là cấp chứng chỉ FSC để nâng cao giá trị chất lượng của rừng trồng. Cái đột phá thứ ba là tiếp tục là phải xây dựng đồng bộ cái cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, đặc biệt là hiện nay là tập trung cho cái lĩnh vực giao thông là kết nối vùng giữa các xã với xã, giữa thôn với thôn trong địa bàn huyện, và thậm chí là giữa huyện với huyện, tức là huyện Đông Giang và Tây Giang. Đây là ba khâu đột phá. Và thứ hai là tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở các vùng, vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4, kể cả 4 vùng của huyện Đông Giang theo quy hoạch hiện nay. Về công tác xây dựng đảng thì hiện nay là tiếp tục trọng tâm của cái nhiệm kỳ đến là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, rồi đại hội, nghị quyết đại hội của đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22. Song song với đó thì quan tâm là chú trọng trong cái việc triển khai giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, trong đó tập trung vào cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Trân trọng cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay. Sáng ngày 9 tháng 5, huyện Nam Trà My thực hiện chi trả hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Quảng Nam thực hiện chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối tượng nhận tiền chi trả chế độ đợt đầu tiên gồm người có công với 353 đối tượng và người thuộc hộ bảo trợ xã hội trong cộng đồng với 877 đối tượng. Tổng chi trả cho hai đối tượng trên tại huyện Nam Trà My là 1,85 tỷ đồng. Việc chi trả theo nghị quyết 42 của chính phủ do bưu điện huyện Nam Trà My trực tiếp chi tại 10 nhà sinh hoạt cộng đồng của 10 xã trên địa bàn. Ngoài ra, huyện Nam Trà My cũng đã hoàn thành danh sách người nghèo, cận nghèo để tiếp tục thực hiện chi trả trước ngày 15 tháng 5 là 12.187 người với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Hiện tại, huyện Nam Trà My đang tiếp tục xác định rà soát danh sách người lao động tự do, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để thực hiện chi trả trong đợt tiếp theo. Tiếp sau huyện Nam Trà My, các địa phương còn lại sẽ sớm có kế hoạch chi trả đến người thụ hưởng trong gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Dịp này, từ nguồn tài trợ 3 tấn gạo và 500 thùng mì tôm của Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam, huyện Nam Trà My còn hỗ trợ mỗi người có công thêm 5 kg gạo và 1 thùng mì tôm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình Thông tin ngày mới. Và bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với các sự kiện trên cả nước qua mục Mở cửa ngày mới. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên cả nước. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với điểm cầu trung tâm là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội thảo cũng đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Các tham luận đều tập trung khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho đảng ta mang tầm chiến lược, rộng rãi, lâu dài, toàn diện và có giá trị nhân văn sâu sắc vì luôn đặt nhân dân, đặt con người ở vị trí trung tâm. Trên thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, ngay từ khi thành lập đảng đến khi đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng đảng, đặc biệt là xây dựng đảng về đạo đức. Hơn lúc nào hết, càng đứng trước nhiều khó khăn thách thức, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới hiện nay. Vừa qua, trong điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn, ta đã đạt được thành công bước đầu rất quan trọng đối phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, được nhân dân đồng tình ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây là minh chứng tiêu biểu sinh động về sức mạnh của sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân. Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, các tham luận đã phân tích sâu sắc những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, to lớn và quý giá đối với đảng và dân tộc ta, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
ở bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình một kịch bản để đối phó cũng như đưa những sáng kiến nỗ lực vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp đều vẫn đang mong chờ được đón nhận thêm những giải pháp hỗ trợ cần thiết từ chính phủ để tạo đà phát triển. Khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã cho thấy những con số đáng lưu ý. 85% doanh nghiệp cho biết thị trường bị thu hẹp vì dịch bệnh. 60% doanh nghiệp thiếu vốn, đứt dòng tiền. 40% doanh nghiệp thiếu nguồn cung nguyên liệu. Theo đó, 82% doanh nghiệp cho rằng doanh thu năm 2020 sẽ bị sụt giảm so với năm 2019. Nếu dịch bệnh căng thẳng, 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm. Trước thực trạng này, chính phủ đã đưa ra những giải pháp chưa từng có trong tiền lệ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Song từ phía mình, các doanh nghiệp cũng đã có những nỗ lực sáng kiến để duy trì hoạt động. Tất ta là chúng tôi đã nghiên cứu thị trường Trung Quốc và thấy là nó ảnh hưởng rất nhiều. Nên chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất, đặc biệt là nhà sản xuất mà công của Việt Nam để chuẩn bị hàng hóa dồi dào hơn. Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh những mặt hàng rất là thiết yếu của gia đình và cố gắng làm sao để làm việc với các công ty Việt Nam, công ty sản xuất hàng hóa Việt Nam, vì đó là cái nguồn duy nhất đỡ bị ảnh hưởng nhất. Đã có rất nhiều doanh nghiệp đã tìm ra cách đối phó với khủng hoảng bằng cách chuyển dịch vụ của mình sang hình thức giao dịch trực tuyến online. Đây được đánh giá là một cú hích ngoạn mục khi có đến 70% doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đang chuyển mình theo hướng này. Theo các chuyên gia, thời gian tới, tất cả các doanh nghiệp nên dành thời gian vật chất cụ thể cho tư duy mới, hiện đại hơn dựa trên nền tảng công nghệ số. Cái việc chuyển đổi số này sẽ giúp cho họ tăng được cái năng suất và phục vụ cái khách hàng tốt hơn. Tôi tin tưởng rằng là một trong những cái giải pháp cho cái khắc phục cho các doanh nghiệp bền vững hơn cũng là cho cái phục vụ cái tương lai về sau, đây chính là đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số. Ngay lúc này, cộng đồng doanh nghiệp đang rất cần những chính sách toàn diện cụ thể của chính phủ để tiếp tục nỗ lực vươn lên, duy trì hoạt động hậu COVID-19. Cùng với đó, hàng loạt các đề xuất sáng kiến thẳng thắn, tâm huyết từ chính các doanh nghiệp và cả người dân gửi tới Hội nghị Diên Hồng về kinh tế còn thể hiện lòng yêu nước, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam để cùng chính phủ vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. Sau thời gian dài gần như tê liệt vì dịch COVID-19, các điểm đến doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực kết bè với hàng loạt kế hoạch sản phẩm kích cầu, giảm giá sâu để vượt qua sóng lớn. Và các chuyên gia cho rằng thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho ngành kinh tế xanh trong tương lai gần. Những tín hiệu vui tại một số điểm du lịch trên cả nước dịp lễ 30 tháng 4 mang lại nhiều hy vọng về sự phục hồi của thị trường khách nội địa trong thời gian tới. Hiện các doanh nghiệp lữ hành đang cho ra mắt những sản phẩm mới phù hợp với tình hình thực tế. Đó là những chùm tour ngắn ngày phục vụ cá nhân, nhóm khách nhỏ và nhóm khách gia đình. Công ty chúng tôi cũng đã có lịch khởi hành từ tháng 5 cho đến hết tháng 8 dương lịch. Và đây là chương trình dành để gom khách lẻ với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ khoảng 4.990.000 đồng trở lên. Thế ngoài ra thì công ty chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng một số các cái gói combo du lịch phục vụ cho các nhóm khách lẻ, các nhóm gia đình có nhu cầu đi du lịch theo cái hình thức này. Tại nhiều địa phương, những buổi họp bàn giải pháp kích cầu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính quyền với các đơn vị du lịch trên địa bàn đang được triển khai. Sự chuẩn bị này để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch khi đi du lịch trở lại với chất lượng tốt cũng như giá thành rẻ. Các chuyên gia nhận định thị trường du lịch sẽ chỉ nhích từ từ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và thế giới. Ngay từ bây giờ, bốn bên là điểm đến, lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú phải bắt tay thật chặt để tạo ra các tour, sản phẩm kích cầu giá tốt mới có thể giúp cho du lịch khởi sắc trở lại. Kiểu đúng vào cái thời điểm mở cửa sớm và đặc biệt là cái sự chuẩn bị tốt thì tôi nghĩ rằng là cái việc kích cầu cũng hoàn toàn là thành công. Nhưng tất cả những cái biện pháp này là phải làm rất là bài bản, tuân thủ nghiêm túc cái mục tiêu kép, tức là chúng ta đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, và đây cũng sẽ là một, tôi nghĩ rằng đó là một cái bước thử nghiệm ban đầu rất là tốt để cho ngành du lịch có thể triển khai các hoạt động du lịch, đặc biệt là các hoạt động du lịch nội địa trong thời gian tới. Trước sự đóng băng của thị trường khách quốc tế, du lịch nội địa được xem là cứu cánh cho ngành du lịch. Trong tháng 5 này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng sẽ tổ chức phát động chương trình kích cầu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Hiện các đơn vị kinh doanh lữ hành, lưu trú, điểm đến và hãng hàng không đã sẵn sàng tham gia kích cầu du lịch nội địa.
Thưa quý vị, những năm qua, huyện Duy Xuyên bắt tay vào xây dựng huyện nông thôn mới với tư duy phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế của từng vùng. Trên cơ sở đó, huyện đã tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tích cực hỗ trợ cơ giới hóa và đặc biệt là đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp với nông dân, tổ hợp tác xã trong sản xuất. Qua đó giúp người nông dân ổn định đầu ra của sản phẩm nông sản cũng như nâng cao được thu nhập. Đây là cánh đồng ớt tại thôn Thanh Châu, xã Duy Châu với diện tích trồng khoảng 15 ha theo mô hình liên kết sản xuất. Theo ông Ngô Đình Nam, nông dân có kinh nghiệm trồng ớt ở địa phương thì những năm trước bà con đầu tư cây ớt nhưng giá cả bấp bênh. Từ năm 2019 đến nay, nhiều hộ tham gia theo chuỗi liên kết nên đầu ra được đảm bảo ổn định. Nhờ vậy bà con nông dân yên tâm hơn trong sản xuất. Giờ đây, 15 ha ớt tại địa phương được bà con tích cực chăm sóc nên phát triển tốt và đạt năng suất không dưới 1,6 tấn quả tươi một sào. So với là có cây trồng khác thì cái ớt cũng vẫn đạt năng suất hơn. Thì nói chung thì địa phương đây bước đầu thì cũng chưa quy hoạch hết vùng được. Đường còn phân tán để nó chưa tập trung mấy. Nhưng mà vừa năm tới sẽ là tập trung kiên canh một vùng để rồi có sự đầu tư giữa nhân dân và nhà nước cùng hòa vào có sự để hưởng cái chuỗi liên kết của nhà nước hỗ trợ. Ngoài cây ớt, trong 2 năm qua, người trồng dâu nuôi tầm ở xứ lụa này còn được hỗ trợ nhiều mặt để khôi phục diện tích trồng dâu, tăng quy mô nuôi tầm trong từng hộ gia đình. Hiện hợp tác xã trồng dâu nuôi tầm Lệ Bắc đứng ra làm đầu mối bao tiêu sản phẩm cho người trồng dâu nuôi tầm. Từ đó, người trồng dâu nuôi tầm bước đầu đã tìm lại được vị trí và giá trị của mình. Được Ủy ban Nhân dân xã giao diện tích đất 5%, hợp tác xã Lệ Bắc có 28 hộ nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% tiền giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Làm theo chuỗi giá trị này là rất có hiệu quả, được nhà nước hỗ trợ và tất cả các công ty là người ta họ có về đầu tư. Đầu tư thứ nhất là có hỗ trợ cho người nông dân, hỗ trợ là một phần, như thế là vừa qua là có cái công ty được hỗ trợ là thêm cho cái tiền tưới cho bà con, tưới để trả tiền điện. Như vậy thì có nhiều công ty cũng đầu tư cũng giúp đỡ cho bà con nông dân, cũng như nhà nước hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như có cái giúp đỡ về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nói chung kịp thời để bà con sản xuất yên tâm sản xuất cây dâu này. Có cái chuỗi giá trị như liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tầm, liên kết với công ty chỗ Thần Kỳ, công ty Hoàn Phú đã có hiệu quả là có công ty đã bao tiêu cái đầu ra sản phẩm cho nông dân. Cũng như là công ty Việt Thắng liên kết sản xuất 35 hectare ớt của Duy Châu cũng như 3 hectare ớt của Duy Tăng. Thì đến nay cũng tiêu thụ được đầu ra, giải quyết cái đầu ra cho nông dân và tạo điều kiện nông dân thu nhập, tăng thu nhập. Các mô hình liên kết sản xuất đã tạo ra bước chuyển biến tích cực, giúp người nông dân yên tâm đầu tư chăm sóc cây trồng, cho ra những sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng và có giá trị kinh tế cao. Đây là cơ sở để huyện tiếp tục liên kết cùng doanh nghiệp mở rộng diện tích tại những vùng trọng điểm sản xuất nông sản. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới hôm nay. Thưa quý vị, 12 phạm nhân đã đào một đường hầm dài 50 mét, thoát ra ngoài và được ba ô tô chở đi dưới làn đạn của lính Cần. Vụ vượt ngục xảy ra tại nhà tù thuộc thị trấn Sinigulat, bang Zacatecas, Mexico. Theo giới chức nhà tù, đường hầm dẫn tới ngay bên ngoài cổng nhà tù. Miệng hầm được tấm bê tông che phủ để tạo bề ngoài giống nền đất. Nhóm phòng nhân chọn cách đào hầm trong vòng 6 đến 8 tháng, nhiều khả năng vì không thể trèo qua hàng rào lưới cao 100 mét. Bên trong nhà tù cũng đang thi công nên có thể đổ đất đá mà không bị phát hiện. Những cái vượt ngục từng phạm tội rất nguy hiểm với bản án từ 8 đến 57 năm tù về các tội liên quan ma túy, cướp tài sản, bắt cóc và giết người. Hiện nhà chức trách đã bắt một bảo vệ và một lái xe bị tình nghi dính líu tới vụ vượt ngục. Họ cho biết đang tiếp tục điều tra và triển khai trực thăng để rà soát các khu vực khả nghi. Trong bối cảnh chuẩn bị bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế sau 2 tháng phong tỏa vì dịch COVID-19, Pháp đã đưa vào áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân. Một trong số đó phải kể đến giải pháp miễn dán giãn cách tại các khu vực công cộng. Tại các ga tàu ngầm tại Pháp, miễn dán với thông điệp vì sự an toàn của mọi người hãy giữ khoảng cách xuất hiện ở khắp nơi. Mỗi miễn dán đánh dấu vị trí đứng của từng người cách nhau 1 mét. Đây là một trong những biện pháp mà công ty đường sắt của Pháp tiến hành để đảm bảo sức khỏe cộng đồng sau khi hoạt động trở lại. Nhiều ý kiến cho rằng đây là giải pháp hữu hiệu nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng, đồng thời giúp cho cả nhân viên lẫn hành khách cảm thấy an tâm hơn khi tham gia giao thông.
ngày 11 tháng 5 tới đây, các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh và các trường học tại Pháp sẽ được phép hoạt động trở lại, chấm dứt đợt phong tỏa kéo dài 8 tuần trên cả nước. Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 9 tháng 5 đã bất ngờ yêu cầu dừng mọi hoạt động của các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Quyết định được đưa ra sau khi giới chức Hàn Quốc phát hiện một ổ dịch mới tại Seoul với khoảng 1.500 người nghi nhiễm. Thị trưởng thành phố Seoul đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu tất cả các quán bar, vũ trường, hộp đêm và các loại hình dịch vụ giải trí đêm khác trên khắp thành phố sẽ bị cấm tổ chức hoạt động đông người, ngừng các hoạt động kinh doanh. Mệnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và có giá trị pháp lý cho đến khi có thông báo mới của thủ đô. Đây là biện pháp tình huống mà thành phố Seoul phải thực hiện sau khi số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc trong ngày 8 tháng 5 bất ngờ tăng thêm 18 người sau nhiều ngày ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức một con số. Đa số các trường hợp này đều liên quan tới một bệnh nhân nam 29 tuổi ở Seoul. Người này từng đến 5 quán bar ở khu phố Itaewon đêm ngày 1 tháng 5 trước khi có triệu chứng mắc bệnh. Ước tính có hơn 1.500 người thuộc diện F1. Đáng chú ý, giới chức y tế Hàn Quốc chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân 29 tuổi này do không có tiền sử đi du lịch nước ngoài. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 92%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mới thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 91%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mới thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 92%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 94%, gió nhẹ. Đến đây, thời lượng của chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào một buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin Ngày Mới được phát sóng lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qrt.vn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Ngày Mới số tiếp theo.